Lại thêm một em người ta gọi là classic top mao mãi đỉnh các bạn ạ. Ừ. Đây là một em không có thứ gì mới cả. Và mình cứ nghĩ là mình làm video về cái con này rồi. Hóa ra chưa các bạn ạ. Nghe khi mới nhắc rồi chưa làm mình nhớ ra, ô thế à, Phong Lab F80FE. Mình build nó, mình gõ chán chê từ bao nhiêu lâu rồi mà cuối cùng mình lại chưa làm video à? Có lỗi thật sự. Ok, hôm nay quyết định mình sẽ làm và chia sẻ về con phím này. Tuy nhiên thì con F80FE của mình thì nó đã được re-anode lại màu đỏ. Và thật ra re-anode lại con này thì re-anode lại bởi một xưởng ngoài Hà Nội thì cũng có khá nhiều những cái vết lỗi linh tinh các thứ. Nhưng mà tôi kệ không sao, đằng nào mình cũng mua được giá rẻ. Con này Khiêm cũng đòi lấy rồi, cũng thế không vấn đề gì cả. Tại vì mình mua con này có hơn 5 triệu, mình mua hình như 5 triệu tư, 5 triệu rưỡi gì đấy. Thì cơ bản là F80FE mà mình mua 5 triệu rưỡi thì phải chấp nhận cái vụ mà nó bị lỗi anode một chút xíu thôi. Chưa kể nó lại còn đã được re-anode lại màu đỏ sẵn thì tôi cũng đúng gu của mình thì ok, cũng chấp nhận được. Và nói chung con phím này nó đầm, nó nặng. Và thật sự nó cũng là một trong những con gõ rất ngon, giá loanh quanh đâu đó tầm khoảng dưới 10 triệu. Thì thật sự bây giờ dưới 10 triệu và layout TKL như này chúng ta có khá nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như hôm vừa rồi mình trên tay con UTD360 các bạn có thể thấy gõ rất ngon. Gõ một con mà tiếng nó kêu không to như là con Nebula mà lên con UTD đấy gõ vẫn sướng. Thì con Phong Lab F80FE này nó cũng theo một cái kiểu gọi là clacky như thế. Tức là anh em phải thích chơi những cái tiếng nó đanh đanh và nghe rõ được tiếng của Switch ấy. Thì gõ trên này cũng cực kỳ là sướng. Tuy nhiên thì con này có một cái nó hơi khác một chút xíu. Là khi mà mình build á thì có một cái miếng gọi là silicone ở giữa, gọi là PCB foam ấy, không gọi là foam được tại vì nó là một mảng silicone. Thì nó là kèm sẵn của cái con này thì ok là mình vẫn lắp. Thì đấy nó sẽ hơi khác hơn một chút xíu so sánh với cả con UTD360 kia. Nhưng mà tổng thể thì nó vẫn là một con gõ rất là ngon, thực sự rất là cháy. Build này của mình thì mình assemble với cả đây là Gat Pillsbury. Đấy, lúc phim rồi, nói chung là cũng ok. Rồi Stab thì mình sử dụng Stab đấy là cái này là MLV2. Đấy, Stab này thì mình cũng chỉ có loop thôi chứ không có Holy Mode gì cả nên là nghe tiếng nó cũng khá là đanh. Và thật sự là mình cũng để luôn con Gat Pillsbury cho tiếng nó đồng đều với cả giá alpha. Chỉ có duy nhất cái space là mình vẫn dùng Tropical Water thôi. Thì các bạn nghe tiếng Stab là các bạn cũng sẽ thấy ngay cái sự khác biệt của cái space này. Nghe nó đầm hơn, nó pop 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 hơn so với cái tiếng đanh đanh ở đây. Hay là nếu như so sánh với cả cái tiếng Stab ở đây các bạn. Ok, nói chung là không biết các bạn nghe rõ được hay là không. Mình nghĩ là sẽ nghe rõ, tại vì hôm nay mình quay với cái mic GoCheck này gắn vào cái máy điện thoại Samsung mà, nên là cái gain của nó khá là ổn, độ nhạy của nó khá là tốt. Rồi, thế thì con này mình đánh giá cao cái điểm gì và vì sao nó lại hay như thế? Thì ok, bây giờ mình sẽ nói từng thứ một nhé. Đầu tiên nói về cái layout thì nó là F12, không có F13. Và WKL thì cái kiểu layout như này các bạn cũng quen quá rồi. Thì WKL nó là Winkeyless, tức là nó sẽ không có cái nút Win ở đây. Đây là cái layout học theo mấy con phím cổ ngày xưa ấy. Và thật ra nó tạo nên cái sự cân đối ở cái phần dàn alpha như vậy. Đấy, cắt đi là thành 60%. Đấy, các bạn chỉ đơn giản thấy nó như thế thôi. Thì cái kiểu này nó quen thuộc trên những con phím đắt tiền một tí. Thì dẫu sao Phong Lab F80FE trước đây cũng có mức giá loanh quanh đâu đó tầm khoảng trên dưới 10 triệu. Thì nó cũng xứng đáng thôi. Tại vì nếu như các bạn mà chưa re-anode lại sờ vào con Phong Lab F80FE đấy rất là sướng về cái độ mịn. Nói chung các bạn cứ hiểu một điều là những con của Phong Lab thì chưa từng có một con nào mà khiến cho các bạn phải suy nghĩ đắn đo về cái chất lượng anode của nó cả. Nó mịn đến mức độ mà đôi khi các bạn sờ vào chúng ta còn nghĩ không phải chúng ta đang sờ một con phím kim loại cơ. Nó mịn lắm. Tại vì trước đây có một khoảng thời gian mình dùng con F80FE, thật sự là anode quá đỉnh luôn các bạn. Ai mà thích cái gu mịn mịn ấy, xuất sắc. Ok. Mà đúng rồi, con clip hồi đấy chục củ ấy gì đâu. Thế mình vẫn mua được giá 7 củ rưỡi. New Unbuild. Hay thật sự. À, anh em đợi chút, mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Con này thì đương nhiên là mình build top mao rồi. Và hầu như những con phím top mao như này anh em cũng vẫn có thể tìm cách để mà chơi được cái O-ring. Nhưng mà top mao mãi đỉnh anh em ạ. 5 minutes later. Ok, sau khi tháo xong mấy con ốc này thì lật ngược nó lại và cất ốc vào khay. Và nó là top mao mà, nhấc lên thôi, và con này cũng không có đo tơ bót các thứ gì cả nên là nó cũng nhẹ nhàng và đơn giản lắm. Rồi, thế thì mở cái này ra một cái các bạn có thể thấy ngay và luôn tạ ngoài này, thấy chưa, nguyên một tảng chà bá lửa rồi, thêm cả một cái tạ ở trong này nữa và nó cũng gắn ra mấy cái họa tiết bên ngoài như thế này, nên nói chung
Con này các bạn cầm vào cái bót như này các bạn cũng thấy nó đầm chắc vãi đạn luôn. Và thật sự luôn là nó có những cái chi tiết để mà các bạn có thể thấy nó hoàn thiện vào con phím một cách rất là ok. Cái G này lên để mà chúng ta ép cái top và bót vào lại với nhau này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Hay là những cái điểm nhỏ nhỏ ở đây này. Đấy. Nói chung là ổn. Thật ra con này bị re-anode lại rồi nên mình không nhận xét gì được về vấn đề của anode. Thế nhưng mà ok, mình sẽ nhận xét về một cái người ta gọi là buồng âm. Thế các bạn thấy này, chúng ta có một cái khoảng không gian ở phía bên dưới. Đó. Và khi mà chúng ta lắp cái con phím này lên thì ở phía bên dưới của cái mạch PCB của chúng ta vẫn sẽ có một khoảng không gian nhỏ nhất định. Và đấy chính là cái khu vực để tạo nên cái buồng âm của cái con phím này. Ví dụ như đây nhé, để ở ngoài này các bạn này. Nghe nó cũng hay đấy, nhưng mà nó cứ kiểu bộp 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 không gì đó, nó vẫn có một chút gì đấy thiếu thiếu. Nhưng mà khi lắp vào nhé, nó có một vẻ gì đấy, nó được cộng hưởng thêm một chút xíu, các bạn thấy không? Đấy, và nếu như các bạn mà sử dụng những cái con switch stem dài một chút ấy, thì có thể gõ vào đây nghe tiếng nó còn có một chút gì đấy nó hay ho hơn nữa cơ. Nói chung thì cái đấy nó là từng tùy từng gu thôi. Và cái quan trọng hơn cả đấy là nó không có một chút xíu nào nó bị vang, cho dù là cái row cuối cùng. Ok chưa? Không hề bị luôn. Đấy cũng lại là một trong những cái mà mình đánh giá thật sự là rất cao ở những con phím trước đây cũng thuộc dạng giá cao cấp như thế này. Vì mình nhớ không nhầm, con này giá hình như trước đây nó cũng vào khoảng tầm 400 đô rồi, 400 mấy chục đô rồi vậy. Rất là ghê đúng không? Rồi, thế thì top mount. Vì sao mình nói là classic top mount mãi đỉnh? Tại vì cơ bản là mình thích một cái gì đấy nó cứng cáp chắc chắn thôi. Thì con này nó sử dụng cái cổng C ở trên cái phần PCB luôn. Rồi đây, các bạn thấy này. Đấy, nó cũng quen thuộc quá, chả có thứ gì cả. Stab này, gắn vào các thứ bình thường. Và đây, đấy, một cái miếng silicone này. Cái miếng silicone này nhiều người gắn, nhiều người thì không. Tại vì gắn hay không gắn thì nó cũng không khác biệt gì nhau nhiều về cái mặt chất âm đâu. Nếu mà không gắn thì âm nó sẽ được nổ to hơn một chút xíu. Và nếu như các bạn muốn nổ to hơn nữa thì các bạn có thể tape mode vào đây. Bỏ cái foam này ra và tape mode, tiếng nó sẽ còn nổ hơn nhiều nữa. Tuy nhiên thì mình không tape mode, mình để nguyên bình thường thôi. Và hàn qua bao nhiêu con thì bây giờ cũng tự tin là hàn nó cũng thuộc dạng là khá là đẹp. Đấy. Rồi mạch mic cái thứ này cũng có hỗ trợ để các bạn hàn thêm led cái thứ vào đây này. Led đơn thôi, nhưng mà tổng thể thì nó rất là đơn giản, chẳng có gì cả. Phóc này, hỗ trợ luôn cả Space 625U ANSI như bình thường, chả thiếu một cái gì cả. Nói chung là nhìn vào cái con phím này các bạn sẽ thấy nó khá là cơ bản ở cái yếu tố chúng ta sử dụng bình thường hàng ngày thôi, cũng chả có cái gì cả đâu. Ôi, thậm chí con này còn hỗ trợ Space lên đến mấy U đấy. Kéo ra đây thôi, cái này thì mình chịu. 7U hay không, cái này thì thua. Cái chỗ này thì support thì thua, nhưng mà đấy, cơ bản nó gọn gàng đúng không các bạn? Nhìn nó cứ kiểu sạch sạch, gọn gàng, chả có cái gì nhiều, không có nhiều chi tiết gì đấy. Nên nhìn nó rất là thích mắt, đúng không? Ở top mount thì đây, gắn trên dưới mỗi bên 4 con, thế thôi, chả có cái gì nhiều. Rồi các bạn ấn xem vào thì cũng thế. Ở con này nếu như chúng ta lắp full vào ấy, thì các bạn để thấy nó cũng không hề bị lộ cái chân switch ra. Đấy, không hề bị lộ ra, cho dù gắn spray ngược xuôi gì đó. Thì đây cũng lại là một trong những... Ui, cái này nó đau quá. Cái chân của switch đây các bạn nhìn này, không hề bị lộ cái chân switch ra. Đây cũng lại là một cái điểm cộng tiếp theo mình đánh giá rất là cao. Và đây, xem và các thứ, nó rất là cân đối ở những grow này. Đấy, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nó có những cái nó rất là đơn giản. Và nhìn vào thì có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy ôi sao nó cứ nhảm nhảm chán chán, mà nó không giống như mấy con phím gasket mount bây giờ, không có cái này, không có cái kia, không có ABCXZ. Nhưng mà đúng rồi đấy, rõ ràng có những thứ nó thuộc dạng rất là đơn giản, hay ngay cả như mình mới build con Tiger ấy các bạn. Nó cũng là top mount, cũng theo kiểu classic, và cũng F12 các thứ, hay F13 nhỉ, chả nhớ lắm. Nhưng mà đấy, có đơn giản là như vậy thôi, và các bạn thấy sao? Thật sự thì để nói về thế giới phím cơ bây giờ, có rất nhiều kiểu mount mới. Gasket mount, mount không hẳn là mới nữa, lip spring mount, rồi là cái độ thay đổi nhún nhún như mấy con Angry Meow các thứ, rồi spring cũng nói chung nhiều kiểu, rồi mạch thì flick cut này, plate flick cut các thứ này. Nhưng mà rõ ràng với những cái con phím theo kiểu dạng cổ điển như thế này này, thì plate chuẩn 1.5, mạch chuẩn 1.6, không flick cut gì cả, không có một cái gì cả.
mà nó lại còn gắn với một cái mao mà thuộc dạng cổ điển từ ngày xưa, đấy là top mao, thì rõ ràng nó cũng sẽ có những cái giá trị riêng của nó. Và đối với những người mà kiểu kiểu như mình ấy, mình tin chắc là mọi người sẽ thích build những con phím theo kiểu tiếng nó đang đăng như thế này này, thì họ sẽ rất thích cái kiểu top mao như vậy, tại vì nó cứng, nó chắc và nó mang lại một cái độ ổn định khi mà gõ là cực tốt. Vậy là quan trọng nhất đấy là cái gu thôi, không có một thứ gì nó là quy chuẩn dành cho tất cả mọi người, và cũng không có một con phím nào là ngon nhất đối với tất cả mọi người cả. Quan trọng là các bạn thích như thế nào. Mình thì có khá nhiều phím. Swiss của mình thì nó mềm. Tengu của mình tuy gasket mao nhưng mình cũng build với blade đồng cho nó cứng. Rồi ZNV2 cũng là top mao. Ô con này cũng top mao. Thậm chí ngay cả đến đây, Blade 65 vợ mình mua tặng cũng gasket mao nhưng mình cũng build cho nó cứng. Hay ngay cả một trong những con mà nó thuộc trường phái rất là mềm, đấy là con Karze 60 của mình. Rõ ràng nó O-ring gasket mao, nó rất là mềm thôi nhưng mình cũng build cho nó thành cứng, chắc chắn, ổn định. Nó là gu thôi các bạn, và không có một thứ gì là quy chuẩn, nên là anh em cũng đừng có thắc mắc đấy là con này con kia hơn con này con kia như nào, ABCZ. Nó chỉ có một vài những cái nó liên quan đến yếu tố về mặt thẩm âm khi mà gõ, thì ví dụ có những con phím nó bị vang quá nhiều. Như trước đây những con phím của Keytron ấy, thì chúng ta chê là bởi vì tiếng nó vang. Thế nhưng mà có khi nhiều anh em lại thích cái kiểu vang vang như thế, khi mà gắn với những con switch tiếng rất là trầm và thêm PE vào thì nó lại mang một cái hộp âm, nó mang theo một cái kiểu âm nó lại mềm mềm pop 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 pop, mà hình như mấy anh em bây giờ hay gọi là creamy gì đấy. Đây nên là anh em cứ tự tin lên đấy, thích cái gì chơi cái đó, và sau khi chơi nhiều kiểu khác nhau thì có thể anh em cũng sẽ tìm ra được một cái chân ái. Ví dụ như mình bây giờ là mình lại chỉ thích những con top mao thôi, thế về lạ chứ. Nhiều anh em lại chỉ thích sandwich mao như mấy con kiểu TX này, như trước đây mình từng trên tay con TX65, hay là một vài những con kiểu Dollinger, Dolphin, kiểu kiểu vậy. Ok, thế thì anh em thấy sao? Nói chung á, video này review phím thì là một phần thôi. Quan trọng nhất là mình cũng muốn chia sẻ với anh em về những cái liên quan đến trải nghiệm ở phím cơ, thì nó không có một cái thứ gì là quy chuẩn, và thậm chí cũng không có một cái gì là ngon nhất dành cho tất cả mọi người. Nhiều người thích cây cáp ABS Double Shot, mà nhiều người lại thích cây cáp PBT cho tiếng nó ấm hơn tí. Nhiều người thì thích những con switch nó tiếng phải đanh đanh như kiểu thế này, nhiều người lại thích những con switch tiếng nó phải mềm mềm chầm chầm hơn tí xíu, gõ văn phòng cho đỡ bị bạn bè đồng nghiệp chửi, hay là đỡ bị vợ ganh ABCZ. Rồi nói chung là nhiều cái lắm, nên là anh em thích thì anh em cứ chơi đi, không có gì phải xoắn cả nha. Và thậm chí kể cả anh em có chơi những con keycap clone các thứ cho nó có giá rẻ, nhưng mà đấy là gu anh em, với tài chính của anh em đến đâu thì anh em chơi đến vậy, không có gì mà phải xoắn cả đâu, thế nhá. Ok, bye bye anh em.